Hello anh em nha Tiếp theo clip của chiều ngày thứ ba Ngày 26 tháng 11 nha anh em ơi Chiều nay em lên cho anh em xem thêm một top Asu Bobby nha 5 máy và hai trống anh em ha Máy tầm từ 1 ký 3 đến 1 ký rưỡi nha Trống gần 2 kg rồi nha anh em Lưng vai cực kỳ tốt luôn anh em ha Rồi những em này Asu thuần luôn nha Em để một cụ một em nha anh em Rồi Top này chuẩn gia công nha. Anh em nào cần gia công thì bắt top này cũng được nha. Sau này gà con là em thu gà 2 tháng thôi. 2 tháng là em thu 200 một con á. Thu hết nguyên bày cho anh em luôn. Hiện tại là ASU là em thiếu nha. Em thiếu tương đối cũng nhiều á. Rồi, à con mến Alo em sớm nha anh em ơi. Chào anh em.